thì hôm nay Xuân Huy về thăm dự án ID Johnson, cũng như là tiện sẽ quay lại một clip giới thiệu cũng như là cập nhật cho quý vị xem tiến độ của dự án cũng như là những mảng xanh ở ID Johnson thì đã phát triển như thế nào ha. Thì quý vị cũng thể thấy là ngay từ cổng vào nè, chủ đầu tư đã trồng những cái mảng xanh rất là đẹp và những cái cây cối ở đây. Hôm nay là vào mùa mưa nên là quý vị cũng thấy là cây cối phát triển rất là mau và rất là xanh luôn. Mai mốt mà Xuân Huy về đây thì cũng rất là ấn tượng và nhớ về ngôi nhà của mình ha. Đấy, quý vị thấy cây điệp của mình cũng rất là to nè. Và bên cạnh đó thì lá cũng đã rất là xanh. Và ngay tại đây thì quảng trường nhặt nước cũng như là lúc mà quý vị đi từ ngoài đường Phạm Văn Đồng đi vào á, thì quý vị cũng sẽ thấy rằng là ở đây thì Huy nghĩ rằng là sau này khi mà hoàn thành thì sẽ có nhặt nước vào cuối tuần, hoặc là có thể có những cái thác nước đổ từ trên xuống, và những cái mảng xanh nó sẽ tạo cho chúng ta một cái không khí rất là mát mẻ khi mà trở về ngôi nhà của mình. Đi vào thì quý vị cũng sẽ thấy rằng là cây xanh lên rất là đẹp rồi ha, những cái cây này nè. Và trong tương lai á thì Huy nghĩ rằng là khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi thì những cái tán nó sẽ rất phát triển ra rất là lớn. Và bây giờ thì Huy mời quý vị cùng với Xuân Huy đi vào bên trong tham quan những cái tuyến đường cũng như là công trình của chúng ta đã tiến xây dựng tới đâu rồi ha. Mời quý vị. Ok, từ cổng vào thì các anh chị cũng thấy rằng là những cái cây xanh của chúng ta cũng như là những cái vườn hoa, những cái cây hoa treo trên cây ấy, là hôm nay là mùa mưa nên là phát triển cũng rất là xanh, và đi vào chúng ta có một cảm giác rất là khác biệt so với bên ngoài luôn ha. Những cái cây lớn thì chủ đầu tư trồng trên các cái tuyến đường này nè các anh chị. Đó, thì những cái cây này ở độ tuổi cũng khoảng từ 4 đến 5 năm tuổi. Và Huy nghĩ là trong tương lai cái sự phát triển của những cái tán này cũng sẽ rất là nhanh. Thì khoảng 2 đến 3 năm thôi thì khi chúng ta về nhận nhà cũng như là ở những năm đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ có được những cái mảng xanh cho con cháu chúng ta có thể vui chơi chạy nhảy ha. Thì hôm trước thì Xuân Huy đã giới thiệu nhà mẫu trong SGO rồi. Nếu quý vị muốn xem lại chi tiết sa bàn cũng như là giới thiệu nhà mẫu thì Xuân Huy sẽ gửi quý vị video ở phía trên á, quý vị click vào phía bên tay phải thì sẽ có ha. Thì hiện nay thì quý vị cũng sẽ thấy rằng là những cái mảng xanh tại SGO hôm trước Xuân Huy có giới thiệu rồi. Thì bây giờ vẫn rất là đẹp, và hầu như là những cái cây xanh của chúng ta được chủ đầu tư chăm chút rất là kỹ và chu đáo. Đi vào bên trong dự án thì ở đây thì có chốt bảo vệ này. Nếu các anh chị đi xe máy thì có thể là gửi ngay chỗ đó, và nếu đi xe ô tô thì gửi bên kia, và sẽ được các anh bảo vệ cầm dù ra đón cũng như là đưa những cái tiếng xe cho các anh chị ha. Bên tay phải của Xuân Huy nè quý vị. Đó, thì quý vị có thể thấy là hiện nay chủ đầu tư đang áp dụng cái hệ thống xây dựng nhà kiểu mới, tức là mình sẽ đúc cái khuôn tầng luôn và mình sẽ đưa lên trên và mình ráp lại, chứ mình không có xây dựng theo kiểu là như ban đầu là bình thường là mình sẽ xây rồi mình đổ bê tông ở trên. Thì đây là những cái khuôn đúc đấy. Thì hôm nay là thứ bảy nhưng mà các anh chị thấy đó là hàng trăm công nhân cũng đang làm việc, và dự án của chúng ta hiện nay là một trong những dự án thi công rất là tấp nập ha. Những cái nhà đầu tư cũng như là những cái người mua nhà để ở giống như Xuân Huy này thì rất là an tâm khi là chủ đầu tư thi công hàng ngày, và những cái ngôi nhà của mình thì được cập nhật cũng như là mỗi ngày thì sẽ có một cái update mới cho quý vị, chứ không có phải là nhiều chủ đầu tư đóng tiền xong cũng chưa thi công cái gì đó. Đó, quý vị có thể thấy là cảm nhận được cái hệ thống công trình thi công của chúng ta rất là lớn và tấp nập. Ở đây nè quý vị nhìn bên tay trái của Xuân Huy. Ở đây là hệ thống xử lý nước Wetland ha. Quý vị xuống đây với Xuân Huy để Huy giới thiệu về cái hệ thống xử lý nước Wetland này. Đấy, thì trong những cái video lần trước thì Xuân Huy không có cái chi tiết để giới thiệu quý vị. Đây là hệ thống xử lý nước Wetland là như thế nào. Thì quý vị biết rằng là dự án của mình á, là giáp với sông Đồng Môn, nên là đưa nước từ sông đi vào. Nhưng mà chúng ta sẽ không có đưa nước trực tiếp từ sông đi vào đâu quý vị. Chúng ta sẽ có cái hệ thống ống đưa nước từ sông đi vào trực tiếp cái hồ này nè quý vị. Đó, cho mọi người xem nè. Đây, thì ở hồ này chúng ta sẽ trồng một cái hệ thống cây cũng như là cát, đất, đá, sỏi, những cái cây thủy sinh có thể xử lý được nước. Đó, quý vị có thể thấy rằng là khi nước đưa trực tiếp vào đây thì sẽ được những cái cây này nè, nó lọc, và hệ thống vi sinh ở đây họ sẽ lọc nước rất là trong, và sau đó thì mới được đổ ra ngược lại ở hồ Cầu Vồng. Nên là có nhiều anh chị mà khi mua đợt đầu tiên với Huy á, thì hỏi rằng là ủa, nước từ sông đi vào như vậy, nước sông ô nhiễm thì là nước của hồ Cầu Vồng ô nhiễm. Thì đây sẽ là lời giải thích cho quý vị ha. Thì đó, quý vị thấy là khi cái nước mà ô nhiễm thì này nọ thì nó sẽ có mùi, nhưng mà những cái hệ thống lọc của những cái cây này nè, nó sẽ giúp cho cây xanh của chúng ta tươi tốt, cũng như là hệ thống vi sinh ở đây, các đất đá sỏi ở đây có thể là giữ nước cho hồ Cầu Vồng luôn luôn trong và sạch sẽ ha, các anh chị an tâm. Đó, đây là một trong những cái sự đặc biệt của dự án. Rồi, đi thôi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào không gian phía công trình để chúng ta có thể cảm nhận được. Chỗ này là sau này chúng ta sẽ làm shop house đó các anh chị. Đây là cổng vào của giai đoạn 1. Thì cái dãy shop house này nè, thì trong tương lai thì khách hàng bên ngoài của dự án có thể đi vào khu vực này. Và bên tay trái sẽ những cái dãy shop house. Và phía đối diện của Xuân Huy là trường học.
Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái trường học trong tương lai ở đó. Và sau này khi trường học hình thành thì quý vị cũng thể thấy là những cái dãy shop house này có thể kinh doanh được, bởi vì nó quay trực tiếp ra trường học ha. Rồi, hiện nay thì khối đế của chúng ta đã được xây dựng gần như xong hết rồi đó các anh chị. Đó, khối đế của ngôi nhà, và chúng ta bắt đầu lên những bê tông cốt thép để chúng ta bắt đầu xây tường và nâng tầng. Chào anh. Về nhà mẫu của căn nhà thì Xuân Huy cũng đã giới thiệu cho quý vị trong những cái video. Thì nếu quý vị chưa tham khảo thì quý vị có thể click vào bên tay phải của Xuân Huy nè. Đây, vào màn hình bên tay phải thì quý vị có thể xem những video đó ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết thêm một chút xíu về những cái góc quay và khu công nhân đang hoạt động. Đây, công trình của chúng ta. Ở kia thì đó quý vị thấy, sắp tới thì khoảng cuối năm nay nè, chúng ta sẽ mở bán vào giai đoạn 3. Giai đoạn đó thì đa số là mẫu nhà lớn, diện tích từ ngang 8 cho đến ngang 10, dài từ 15 cho đến 17 và 20, nên là diện tích khá là lớn. Và số tiền đâu đó quý vị phải bỏ ra mua ở giai đoạn thứ 3 là nó sẽ rơi vào tầm, Huy nghĩ là khoảng trên dưới 10 tỷ, chắc là trên mình là nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì giai đoạn 3 của chúng ta sẽ đón được rất là nhiều căn nhà đẹp, biệt thự, view sông, đơn lập. Chúng ta biết rằng cái mặt giáp sông Đồng Môn của chúng ta đó là những dãy biệt thự view sông rất là đẹp. Và giai đoạn 3 thì chủ đầu tư hiện nay đang ấp ủ thiết kế một cái công viên đẹp nhất tại khu vực Long Thành này. Thì Huy rất là kỳ vọng, là hy vọng cũng như là chờ đón giai đoạn 3 sẽ được giới thiệu đến quý vị trong khoảng thời gian 2 đến 3 tháng tới ha. Rồi, cái nhà mẫu đó thì Huy nghĩ là trong tương lai chắc khoảng 3 tháng sẽ có một cái nhà mẫu để quý vị có thể tham khảo về mẫu nhà lớn của chúng ta là khoảng ngang 10, dài 20, để chúng ta có thể tham khảo vào giai đoạn 3 của mình. Và đó quý vị có thể thấy rằng là từng mỗi khu vực như thế này chúng ta có rất nhiều anh chị em công nhân để xây dựng cũng như là hoàn thành những hạng mục thi công đang tiếp tục diễn ra mỗi ngày ha. Đây là khu vực mà Xuân Huy cũng đã giới thiệu trong video trước, đó chính là nhà mẫu 7 x 15. Thì đây là mẫu nhà mà Xuân Huy đã chọn mua và cũng chọn trên trục đường này, bởi vì đây là một trục đường rất là lớn và trục đường huyết mạch từ ngoài vào. Thì nếu quý vị muốn tìm hiểu vào bên trong ngôi nhà thì quý vị có thể là xem lại những cái video của Huy làm đợt trước ha. Còn hôm nay thì Huy sẽ không có những cái khu mặt nhà này, nhưng mà Huy sẽ giới thiệu cho quý vị rằng là tiến độ thi công cũng như rằng là rất là nhiều anh chị muốn Huy gửi đến là ủa công trình có đang thi công không vậy Huy, thì đây là câu trả lời xác đáng nhất. Rồi, đó quý vị có thể là từ cái tầm nhìn của Xuân Huy nè, đó quý vị có thể thấy rằng là rất rất nhiều anh chị đang thi công cũng như là triển khai. Giai đoạn thì chúng ta thấy rằng là những cái ngôi nhà của chúng ta bắt đầu hình thành, những cái khối đế của ngôi nhà, những cái móng cọc đã làm xong. Thì thật sự là cái phần lâu nhất để triển khai một ngôi nhà thì quý vị cũng biết đó là chính phần móng cọc, và chúng ta đổ bê tông của những cái tầng trên. Thì với cái cách thi công hiện nay của chủ đầu tư là móng cọc đã xong và đổ bê tông các tầng cũng đã xong rồi, thì chúng ta lắp ráp vào và xây dựng thì Huy nghĩ là trong vòng một năm thôi nữa là chúng ta đã hoàn thành được hết cái giai đoạn 1 này. Và Huy nghĩ là tiến độ bàn giao của dự án ID Johnson sẽ đúng theo tiến độ quý vị ha. Trong video lần này thì Xuân Huy sẽ đi khảo sát cho quý vị tại sao, và đặt để trả lời cho câu hỏi là tại sao Xuân Huy lại chọn dự án ID Johnson để tư vấn, để mua ở, cũng như rằng là một trong những dự án đầu tư rất là tốt. Thì nói có sách thì mách phải có chứng, đúng không quý vị? Thì quý vị sẽ cùng với Xuân Huy xem tiếp ở video này. Xuân Huy sẽ đi tới những cái vị trí để phân tích cho quý vị tại sao ID Johnson là một trong những dự án đáng mua và đáng đầu tư tại thời điểm hiện nay nha quý vị. Let's go! Rồi bây giờ thì rời dự án ID Johnson, thì cũng như lời Xuân Huy đã nói thì chúng ta sẽ cùng với Xuân Huy phân tích tại sao dự án ID Johnson là một trong những dự án đáng để đầu tư cũng như là chúng ta có thể lựa chọn để sống sau này nha quý vị. Đấy, thì dự án ID Johnson nằm trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Thì quý vị cũng thấy là xung quanh của chúng ta đã dân cư ở rất là đông đúc, kinh doanh mua bán rất là sầm uất rồi ha. Thì quý vị cũng thấy là chúng ta đang di chuyển trên đường mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, mà chúng ta di chuyển ra vòng xoay Bến Cam. Thì đây là khu vực theo Huy được đánh giá là phát triển cũng như là nhộn nhịp nhất của thị trấn Nhân Trạch của chúng ta. Thì quý vị cũng có thể thấy là hai bên đường hầu như Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh, các cái hệ thống tiện ích, điện thoại, điện máy xanh, rồi ngân hàng, cũng như rằng là các cái shop về Thế Giới Di Động này đó, quý vị cũng thấy rằng là rồi có đầy đủ cũng như là phát triển, rất là phát triển rồi ha. Thì khu vực này bên tay phải đó, quý vị có thể nhìn thấy là ngay chỗ cái vòng xoay này nè. Đấy, từ cái góc bên tay phải là đường DT319, là chúng ta đã mở vào tháng 6, tháng 7 năm ngoái. Thì bây giờ đã lưu thông và các cái shop cũng như là bán đồ ở đây cũng đã phát triển, cũng như là giá đất ở khu vực này cũng đã tăng một cái mức mới. Thì bây giờ Xuân Huy dẫn đến quý vị đi vào thăm một trong những cái dự án
cũng đã tăng giá và đất nền cũng như là phát triển, mà để so sánh thì quý vị có thể một cái góc nhìn cũng như là so sánh đánh giá vào thị trường ở đây, đó chính là dự án tái định cư Phước Thiền. Rồi bây giờ thì Xuân Huy mời quý vị đi theo chân Xuân Huy cùng với lại Home Review để chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số các cái dự án xung quanh ID Johnson để chúng ta định giá được ID Johnson hiện nay như thế nào ha. Rồi ngay từ đây thì chúng ta bắt đầu đã đi vào khu dân cư tái định cư Phước Thiền đó quý vị. Bên tay trái của Xuân Huy là những cái nhà cũng như là đã được đi vào bàn giao, thì những cái mặt tiền này nè thì người ta bán với cái shop house đó thì giá hiện nay đang rơi vào khoảng tầm từ 60 cho đến 70 triệu một mét vuông đó quý vị, mặt tiền đường lớn. Còn đối với những cái mặt tiền đường nhánh nhỏ ở đây đó thì quý vị cũng có thể thấy là những cái mặt tiền ở đây cũng là đường lớn nè. Đường lớn thì hiện nay giá nó rơi dao động rơi vào tầm khoảng 40 cho đến là 60 triệu một mét vuông, tùy diện tích cũng như là giá bán, thì cũng đã một số nhà đi vào và sinh sống rồi ha. Thì ở đây thì cư dân về ở tỷ lệ cũng khoảng đâu khoảng từ 20 cho đến 30% rồi quý vị. Nhưng mà ở đây có một cái đặc điểm là quý vị cũng thể thấy rằng là chúng ta có thể xây dựng tự do, nhà cấp 4 có rồi, một tầng, hai tầng có rồi, ba tầng có, thì nên là rất là lộn xộn, cũng như là để phát triển một cái dự án đất như thế này thì rõ ràng cái cốt đất nền của chúng ta đã rơi vào tầm từ 30 cho đến 40 triệu một mét vuông rồi. Thì quý vị cũng có thể so sánh vào vị trí cũng như là cái mức giá hiện nay tại ID Johnson, nếu mà chúng ta so sánh về cái giá cốt nền thì như thế nào. Thì bây giờ thì quý vị cùng với Xuân Huy đi tham quan thêm một số dự án xung quanh ID Johnson nữa nhé. Cách ID Johnson khoảng gần 1 km đi theo hướng cầu vượt Phước Thiền đó quý vị. Thì hiện nay thì Xuân Huy đang lên đường Phạm Văn Đồng hướng đi ra đường Lê Duẩn. Bên tay phải, rẽ phải thì chúng ta đi về quốc lộ 51 và rẽ trái thì chúng ta đi sâu vào thị trấn Long Thành. Tuyến đường Lê Duẩn hiện nay là đang là tuyến đường sầm uất cũng như rằng là phát triển nhất tại thị trấn Long Thành. Kính thưa quý vị, thì nằm trên trục đường sầm uất Lê Duẩn với là những shop thương mại buôn bán cũng như là mua sắm rất là sầm uất, thì rõ ràng Vincom Plaza không phải tự nhiên mà bác vượt của chúng ta chọn một cái nơi như thế này để xây dựng Vincom để mua sắm cũng như là buôn bán tất cả những cái dịch vụ phục vụ cho cư dân. Thì rõ ràng từ Vincom Plaza chúng ta đi về Long Thành, đi về ID Johnson đâu đó khoảng 2 km thôi quý vị, khoảng là 5 cho đến 10 phút di chuyển bằng ô tô hoặc là xe máy, thì quý vị có thể đến một cái trung tâm mua sắm và có đầy đủ hết tất cả những cái tiện ích để phục vụ cho một cái đời sống tại ID Johnson. Thì đây là một trong những yếu tố mà nếu mà quý vị dọn về ở ID Johnson, đó là cũng là một trong những yếu tố mà Xuân Huy chọn ID Johnson trở thành nơi định cư của mình trong tương lai quý vị ha. Từ quốc lộ 51 chúng ta theo tuyến DT769 trên cái tuyến trục đường này thì là sẽ đi thẳng vào sân bay. Thì Xuân Huy cũng sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những cái dự án cũng như là cập nhật cái mức giá bán và quay cho quý vị hiện trạng của dự án đó để quý vị đánh giá xem mức giá tại dự án đó và cái cơ hội đầu tư tại ID Johnson sẽ như thế nào quý vị ha. Quý vị thấy là bên tay phải của chúng ta là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, nên là bên tay trái thì cũng được gọi là khu tái định cư Lộc An Bình Sơn nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vòng để quý vị có thể cảm nhận được cái sự phát triển của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Và Xuân Huy cũng sẽ giới thiệu sơ cho quý vị những cái vị trí trên mặt tiền này nữa ha. Thì ở khu vực tái định cư Lộc An Bình Sơn này, nếu quý vị cam kết cho đến mức ra sổ luôn thì mức giá nó rơi vào khoảng tầm từ 40 cho đến 45 triệu một mét vuông. Là một mức giá cũng khá là cao chứ không phải là thấp so với cái vị trí này. Nhưng mà mức độ thanh khoản rất là tốt và hầu như ở đây là những cái căn mà chúng ta mới có xuất tái định cư thôi, mới có bốc thăm thôi hoặc là đã chọn nền thôi, thì chưa ra sổ, chưa đóng thuế thì đã có sang cọc rất là nhiều lần luôn. Thì Xuân Huy cũng đã có trải nghiệm cũng như là thử tham khảo thị trường ở đây rồi, và Xuân Huy cũng đã biết một số cái giao dịch như vậy. Một cái đất nền từ cái lúc mà bốc thăm cho đến là lúc ra sổ thì nó rơi vào tầm khoảng 3-4 cái cọc là bình thường đó các anh chị. Kính thưa quý vị, thì Xuân Huy đang đứng trên đường DT769, tuyến đường nối thẳng từ quốc lộ 51 đi vào sân bay quốc tế Long Thành. Thì giáp với lại dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn thì chúng ta có thấy một cái khu đất nền hiện nay đang được triển khai cũng như là mở bán là STC Long Thành của chủ đầu tư Golden Land. Thì mức giá bán hiện nay của STC Long Thành vào mức giá mà đất nền thôi thì rơi vào gầm từ 35 cho đến 60 triệu. 35 thì đối với lại những cái khu đất nền bên trong, còn 60 là những cái shop house giống như khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Và ở khu STC Long Thành thì chúng ta có những cái căn xây nhà thì mức giá rơi vào từ 55 cho đến 60 triệu một mét vuông. Thì đây là những cái thông tin mà Xuân Huy cập nhật cho quý vị cũng như là phân tích một cái số những cái vị trí xung quanh của dự án ID Johnson để cho quý vị có một cái góc nhìn cũng như là đánh giá về dự án ID Johnson ha. Thì
Sau cái chuyến này thì Xuân Huy sẽ trở về văn phòng cũng như là sẽ làm một số cái phân tích nữa cho quý vị trên video, và hy vọng quý vị sẽ cảm nhận cũng như là cùng với Xuân Huy có những đón xem những video tiếp theo của Home Review và của Huy ha. Xin chào và hẹn gặp lại.